Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong buổi câu chuyện ngày hôm nay thì Bảo sẽ kể tiếp tập tiếp theo của bộ truyện ma dài tập Pháp Sư Dân Gian. Ở tập trước thì ở Phụng Hiệp này thì có hai cái điểm. Một là ngã ba Ma Gia, hai và dừng trạm chết. Là hai cái điểm mà bà con ở đây người ta kiêng kỵ, người ta không có tới. Thì gần đây bà con ở xứ khác người ta mới đổ tới. Và do cái việc sinh nhai mà, cho nên là người ta muốn vào những cái khu vực đó để mà câu cá. Thì ông Bảy với lại ông Tư cùng với bà con ở đây có khuyên rằng người ta là đừng có đi vào mấy chỗ đó. Thì bà con sẽ chỉ cho những cái nơi mà thường ngày bà con ở đây người ta sống cũng bằng những cái chỗ đó, người ta mới nhường lại. Thì đối với những cái lời cảnh báo của ông Bảy và ông Tư cũng như là bà con ở đây, thì dân ở xứ khác á, người ta tới mà người thì nghĩ là đúng như cái sự thật. Cũng có người á, người ta nghĩ là ôi chắc cái chỗ này á là do bà con ở đây không muốn cho mình tới mình câu cá chứ gì. Vì lẽ đó mà có những người, người ta không nghe lời, người ta đi vào ngã ba Ma Gia để mà câu cá. Thì ở đó có ông Bảy, ông coi tới lui hà rầm vậy đó. Tại trước giờ là ông Bảy là cái người mà đi ra vô cái bãi tham ma chỗ ngã ba Ma Gia mà, để mà coi sóc những người đó. Còn ở trong rừng trạm chết á, thì gần như là bà con ở xứ khác người ta cũng nhìn vô cái địa hình, người ta cũng hơi sợ sợ, người ta không dám vô. Và một điều đặc biệt nữa đó là cỡ một tháng nay thì có những người, người ta vô ngã ba Ma Gia nè, rồi vô mấy mé ở rừng tràm chết á, cũng không xảy ra việc gì. Chính vì cái sự yên tĩnh không xảy ra việc gì mà ông Bảy với ông Tư rất là lo lắng. Và cuối cùng thì cái việc không mong muốn nó cũng đã đến. Thì có một cái ông nào đó, ông ở một cái chỗ khác và ông tới đây, không biết cái chuyện ông ra làm sao mà khi mà Nhật với lại Tí á, hai người cứu được cái ông đó đem về, thì ông đã xỉu rồi. Cho nên là phải chờ ông lại tỉnh lại rồi thì mới biết là câu chuyện nó ra làm sao. Cái phần ông Bảy thì ông đi ra ông cúng, mà cũng may á nha, là nhờ có con phèn, chứ không có con phèn là sợ rằng ông Bảy cũng bị lôi kéo rồi. Thì thấy rất là lạ, hồi đó tới bây giờ thì ông Bảy đi ra vô ngã ba Ma Gia, dông gặp biết bao nhiêu mà nói, thì không có cái dông nào mà kiểu mà nó muốn bắt mạng ông hết trơn hết. Mà bây giờ á thì ở gần nhà ông Tư, cách chừng có 200-300 thước ông ra ông cúng thì nghĩ cũng bình thường thôi. Vậy mà có dông nó muốn bắt hồn ông. Sau khi mà được con phèn nó cứu, ông Bảy mới đi ngược cái trong nhà. Thì lúc này ông Tư ông dòm thấy ông Bảy là ông cũng đoán ra cái chuyện gì rồi. Tại vì nhìn sắc mặt hai người bạn già mà, dòm nhau chút xíu là hiểu à. Thì ông Bảy mới cởi lại cái chuyện hồi nãy khi mà ông cúng vậy làm sao đó, kể cho ông Tư nghe. Ông Tư cũng suy nghĩ một hồi, ông mới nói tôi bây giờ chú Bảy cúng nãy giờ cũng mệt rồi, bây giờ chú ở lại trong nhà với tụi nó, sẵn tiện thì nghỉ mệt chút xíu cho nó khỏe, để tôi lấy cây dao tôi đi ra sau nhà tôi chặt mấy cái nhánh dầu dắt quanh nhà. Ở vùng quê khi đó thì những cái việc tâm linh, ông bà xưa mình có dạy rằng là có những cái nhánh dâu á thì ma quỷ nó kỹ lắm. Và ở sau nhà, cách nhà chừng 50 thước á, thì ở đó có cái hàng cây dâu. Từ đó ra thì chặt mấy cái nhánh dâu là cũng bình thường thôi, mặc dù là trời đêm tối. Ông Tư ông mới xách cây dao ra ông chặt. Thì ông chặt đâu được cũng 5-7 nhánh gì đó rồi nha. Cái ông đang lọ mọ chặt như vậy thì ông mới nghe cái tiếng kêu. Mà cái tiếng kêu này nó kêu theo kiểu là bất ngờ. Tư ca. Kêu đúng với cái tên tục của ông Tư luôn. Mà kêu rất là lớn nha. Mà cái giọng nói này phát ra hình như là cái giọng của một cái người đàn bà. Ông Tư ông mới ngước mặt, ông dòm lên. Ông dòm lên thì lúc này ông chưa có thấy. Ông không thấy cái ông mới dòm. Nhưng mà đối với ông Tư á, thì cái người sống ở đây bao nhiêu năm rồi, ở đây ma tà bao nhiêu rồi, mà thêm nữa là cái giọng nói này á, là nghe chắc chắn không phải là cái giọng của con người rồi.
Còn bà con hàng xóm ai mà mày rảnh rỗi đến độ mà đi qua bên đây ban đêm ban hôm mà chọc ông Tư? Biết ông Tư đi ra nhà nào mà chọc? Ông Tư ổng nghe cái giọng đó ổng cũng đoán được, ổng biết là có dông rồi. Cái ổng mới chặt một cái nhánh dâu á, ổng mới liếc 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 ổng dòm thử coi cái chỗ mà hồi nãy phát ra cái tiếng kêu tên ổng á, thì ổng liếc 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 vậy không có. Ổng mới lọ mọ ổng chặt tiếp, ổng chặt đâu được một vài cây nữa đó, tư ca, thì cái tiếng kêu lần này còn lớn hơn và còn ghê rợn hơn cả cái lần trước. Ông Tư ổng mới ngước mặt ổng dòm theo cái tiếng kêu á, thì ổng thấy cách ổng chừng 20 thước. Do là cái lúc hồi nãy ông đi ra đó, ông có đem theo cây đèn à, ở gần cái chỗ ông chặt thì cách 20 thước vào trong đêm thì cái ánh sáng đèn nó chỉ le lói lại tới đằng đó thôi, nhưng mà cũng đủ cho ông Tư dòm thấy một cái bóng hình, nguyên một cái bóng trắng mà tóc tai nó xõa đầy xuống, mà xõa che cả khuôn mặt luôn các bạn. Cái cảnh tượng mà ban đêm ban hôm mình kêu tên mình quay mặt qua mình dòm mà thấy nguyên cái bóng trắng mà tóc nó xõa dài xuống mà nó xõa bít mặt luôn nha. Xõa tóc thì xõa bít mặt nhưng mà vẫn vang vang ra cái giọng cười. Cái giọng cười rất là ghê. Ông Tư dòm thì ông Tư biết rồi, biết dông rồi. Mà ông Tư cũng là cái người á, mà rất là gan dạ. Thì lúc này á, ông mới dòm. Ông dòm thì nó mới chỉ. Nó mới đưa cái tay lên nó chỉ. Trong miệng nó vẫn không thấy miệng nó, nhưng mà âm thanh nó phát ra từ miệng nó phát ra cái kiểu là nó cười khanh khách vậy đó nha. Và nó đưa lên một cái bàn cánh tay, nó chỉ thẳng vào nhà của ông Tư chứ nó không chỉ ông Tư. Rồi linh cảm của ông Tư á, là hình như có một cái điều gì đó rất là ghê rợn sắp sửa diễn ra. Mà trong nhà quý trọng nhất của ông Tư là hai đứa cháu, mà bây giờ cháu của mình đang ở trong nhà. À, cộng thêm là mới đưa một cái người từ cái xứ khác tới cứu đem về nhà mà bây giờ nó chỉ vô trong nhà. Ông Tư mới nghĩ rằng là cái dông này nó muốn hại người trong nhà. Vì cái lý do đó mà ông Tư ổng tức, rất là tức giận, và ông mới một tay ông cầm con dao và một tay á ông cầm cái nhánh dâu. Ông chạy thẳng lại chỗ đó. Tay thì chém, nhánh dâu thì quất. Ông quất nhưng mà ông quất vào không khí không mà nó đã biến mất rồi. Tới chừng mà ông đứng lại ông dòm kỹ lại á thì nó ở cách ông độ chừng mười mấy thước, nó đứng ở đó nó vẫn cười. Nó cười lên giống như là nó chiêu ngươi với cái sự tức giận của ông Tư vậy. Ông Tư mới chĩa cái dao thẳng vô mặt nó, ông Tư nói á: dòng ma quỷ, bà con của tao, con cháu tao ở đây hiền lành làm ăn sinh sống, tao không làm gì bất nhân cả nên tao không có sợ mày, mày tránh xa khỏi con cháu tao ra. Thì vừa nói đó ông Tư vừa cầm cây dao và cái nhánh dâu y như cũ và chạy thẳng tới cái chỗ của bóng hình cái vong hồn đó. Ông Tư là ý định là muốn xua đuổi nó đi chứ cái thực chất này thì làm gì mà làm tổn thương được cái vong hồn. Nhưng mà do trong cái cơn tức giận quá, ông Tư cứ thế mà rượt theo nó 2-3 lần như vậy. Tới khi mà chân tay ông kêu bằng người già mà, cái sức lực đó có bao nhiêu, ông mệt mỏi rồi đó, ông rũ rượi xuống rồi, thì ông không còn thấy nó nữa đâu. Tới phiên mà ông muốn quay bước đi ngược trở vô trong nhà thì nó lại tiếp tục xuất hiện và cứ giữ cái khoảng cách khoảng mười mấy thước và nó đứng ở đó. Cái vong hồn cứ đứng ở đó mà cười lên. Càng ngày thì cái tiếng cười nó càng trở nên ghê rợn. Ông Tư lại một lần nữa là ý định là muốn chạy tới để mà xua đuổi cái vong đi. Thì lúc này có một cái cánh tay ôm từ phía sau, ôm chặt lấy ông Tư và một giọng nói quen thuộc cất lên: anh Tư, bình tĩnh lại anh Tư ơi, bình tĩnh lại. Thì nghe cái giọng nói của ông Bảy, ông Tư mới định thần lại và không còn tức giận nữa. Thì lúc này cái dòng nó đã biến mất rồi. Ông Bảy ở phía sau á mới dòm ông Tư mà nói á: tôi thấy rồi anh Tư, thôi đi vô nhà rồi anh em mình nói chuyện. Có nghĩa là cả ông Bảy cũng thấy. Thì cũng may lúc này á, là hồi nãy ông Bảy mở trong nhà,
Ông nghỉ mệt một hồi ông khỏe lại thì ông thấy ông Tư đi ra chặt nhánh dâu thì ông đi theo để mà phụ chặt cho nó nhanh. Cũng may là ông đi ra nha, chứ nếu không là cái dông này nó dụ ông Tư đi xa chỗ này là có khi là nguy hiểm tới ông Tư đó. Thì hai người mới đi vô. Đi vô trong nhà thì cũng không có kể cho Nhật hay là Hạnh, xin lỗi các bạn, hay là Nguyệt hay là cậu Tí. Thì không có kể cho họ nghe, mắc công là họ sợ. Nhưng một điều á mà ông Tư căn dặn rất là kỹ là không được đi ra khỏi nhà dù bất kỳ cái nguyên do nào. Ngồi đâu khoảng một tiếng đồng hồ nữa thì cái lúc này cái người mà được cứu đem về á thì ông mới tỉnh lại. Cái người đàn ông này khoảng 40 tuổi. Tỉnh lại thì cả nhà chăm sóc thêm khoảng vài mươi phút nữa đó, thì dần dần cái người đàn ông này cũng lấy lại được tinh thần. Ông Bảy với ông Tư mới ngồi trên cái bàn trà, thì lúc này có cả Nhật và Tý ngồi ở đó, còn em của Nhật thì đã đi ngủ rồi. Người đàn ông á, sau khi mà tỉnh dậy rồi cảm ơn rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì bản thân ông, cái ông chú này nè, ông là cái người ở một cái xứ sở khác. Rồi ông đi tới đây, ông đâu có quen biết gì Nhật hay là gia đình của ông Tư đâu. Vậy mà mới đây là Nhật đã cứu mạng ông. Rồi gia đình của ông Tư lại chăm sóc kỹ lưỡng, kêu bằng từ ly từ tí luôn. Và đối với cái ông chú này thì khi mà ông tỉnh dậy, ông dòm xung quanh. Tại vì mình là cái người dòm, mình được cứu mà, mình dòm xung quanh cái ngôi nhà coi mình đang ở đâu. Thì ông thấy cái ngôi nhà này thì cũng không phải giàu có gì, cũng cảnh ngồi nghèo khổ như nhau. Vậy mà đối với mình là cái người không quen biết lại hết lòng như vậy, thì rất là cảm động cái tình cảm của cái gia đình này. Nếu mà không có cái gia đình tốt bụng này đó, thì có lẽ giờ này á, cái ông chú này ông không có sống nổi. Ông thấy cơ thể ông đã khỏe rồi thì ông mới bước xuống cái bàn trà, ông lại ông ngồi ông nói chuyện với ông Bảy với ông Tư cùng với cái đôi lời cảm ơn. Ông Bảy lúc này ông mới hỏi á, chú người ở đâu mà tại sao lại tới đây mà đi câu cá hết chỗ câu hay sao mà đi vào trong cái khu rừng chàm chết. Dạ con thì con có tới đây sao, trước đó thì con cũng nghe bà con ở đây nói, nhưng mà ông Bảy ơi, chú Bảy ơi, gia đình con á thì con còn một vợ và một cái đứa con 10 tuổi, mà vợ con thì nó cứ ốm yếu hoài à, cho nên là nó không có làm được việc gì hết, nó ở nhà nó chăm sóc cho con của con. Thì tiền bạc này nọ nè, sống chỉ nhờ vào cái chiếc xuồng câu của con thôi. Chỗ của con bây giờ thì ít cá quá, con qua đây con phải ráng con kiếm, chứ nghĩ tới vợ con ở nhà chịu không có nổi chú Bảy ơi. Ừ thì tao cũng biết vậy, nhưng mà bà con ở đây á, hồi đó tới bây giờ người ta sống cũng những cái chỗ mà không phải là ngã ba ma gia, không phải là rừng chạm chết, người ta cũng sống được. Mà bà con ở đây lại thiệt thà nữa, là tốt tính nữa. Sao không hỏi người ta để người ta chỉ cho những cái chỗ cách chỗ đó ra mà câu cá. Thì cái ông chú này á, ông mới nói á, ông là tên của ông là Hai Khấu. Và ông nói chuyện một hồi á thì ông mới kể lại cái nguyên do tại làm sao mà ông lại đi vào trong cái khu vực rừng tràm chết đó. Thì phải kể đến cái chú Hai Khấu này á, là đã đi tới đây là ngày thứ ba rồi. Cái ngày mà tối đó là ông bị tai nạn đó là cái ngày thứ ba. Nhưng mà vào cái buổi trưa thì ông câu từ sáng tới trưa mà chỉ được có một vài con cá thôi. Những cái điểm do là mình tới sau đó, cho nên là những cái điểm câu mà ưng ý, những điểm câu tốt thì đã có những cái người khác người ta ngồi đó câu rồi. Mà theo phép tắc của dân nhà nghề câu cá đó, lỡ mà có người khác người ta ở cái điểm đó câu thì mình phải cách cái người đó ra ít nhất là vài chục thước, chứ không có được lại gần. Cái kiểu là quy tắc của người ta là kiểu mà nhường nhau qua lại, ai tới trước thì được câu cái phần đó. Chú Khấu mới dòm lên cái chiếc máy dầu của mình á, cái máy rất là nhỏ nhưng mà thời buổi đó thì dầu rất là mắc. Mà bản thân chú Khấu á, lặn trong người ra thì chỉ còn được vài đồng lẻ thôi. Đang ngồi thở dài như vậy thì cái việc xui xẻo lại tiếp tục đến,
là cái dây câu của chú Khấu á, nó bị mất gốc. Đối với dân câu á, thì mất gốc thì đương nhiên là cái chuyện không may mắn rồi. Nhưng mà khi mà dây câu mình bị mất gốc á, là người ta không có tiếc cái lưỡi câu. Tại vì khi nó mất gốc mà gỡ không được rồi đó, thì lưỡi câu là không có tiếc. Tiếc là tiếc ở chỗ cục chì. Một cục chì vào thời điểm đó người ta phải nấu ra, rồi người ta đổ làm rất là kỳ công, và cái giá thành của nó là gần như gấp 10 cái lần cái lưỡi câu. Bởi vậy khi mà người ta câu cá đó, thì người ta sẽ cùng cái dây chính đó, người ta kết vào cái cục chì, rồi người ta sẽ lấy một cái sợi dây khác, và cái sợi dây đó thì cái độ chắc chắn đó, nó sẽ thua, nó không bằng với cái sợi dây chính. Lỡ mà có dính gốc thì cái sợi dây kết nối cái lưỡi câu á, nó sẽ bị đứt mà không ảnh hưởng đến dây chính, là không bị mất cục chì. Nhưng mà do là ông chú Khấu nè, khi mà ông câu ở chỗ này thì ông thấy chỗ này trống trải quá, cũng không có cái gì mà vướng bận, câu không thấy mất gốc, cho nên là ông mới tóm cái dây á, là ông dùng loại dây chính luôn. Khi mà dùng dây chính như vậy thì có nghĩa là hai dây nó bằng nhau, đứt là đứt hết. Nhưng mà được một cái là lỡ mà dính cá bự rồi đó thì không có sợ nó đứt. Nhưng mà không may thì lúc này á, chú bị vướng vào, và chú đã làm khoảng mười mấy phút rồi, không cách nào để mà gỡ lên được. Chú mới dòm vô trong cái hộp đồ nghề của mình á, thì chỉ còn lại hai cục chì thôi. Chú mới lẩm nhẩm trong miệng than thở là trời đất ơi, còn có hai cục chì à, dầu thì không còn bao nhiêu, mà cục chì này mắc nữa, rồi tiền đâu mà đổ chì khác. Than vãn một hồi thì cũng đâu có cách nào các bạn, buộc lòng á, chú Hai Khấu phải bệnh mạnh lên. Thì may mắn nó không mỉm cười với chú Khấu, là thậm chí á, nó còn thậm tệ hơn, là thay vì nó đứt ở chỗ cái khoảng cái sợi dây cục chì á, thì nó mắc cục chì với lưỡi câu thôi, mà đằng này á, nó đứt là nó đứt ngược ở trên, từ trên mặt nước xuống nửa thước á, là nó đứt. Có nghĩa là chú Khấu á, phải bị mắc cái đoạn từ nửa thước ở dưới mặt nước sâu xuống dưới là cũng mười mấy hai chục thước, mà cái dây chính để mà câu cá vào cái thời điểm đó nó cực kỳ đắt đỏ nha, nó rất là mắc. Đôi khi á, là chỉ cần 1 mét dây thôi nó đã bằng mấy cục chì rồi, mà dân nghèo mà có được cái đầu câu đi như vậy á, mà nó đứt á, lại nghĩ tới cái cảnh vợ con nữa là buồn não ruột luôn. Cái lúc này chú Khấu mới cầm cái sợi dây đứt á, theo kiểu là cũng rưng rưng nước mắt rồi, thì mới nghe cái tiếng nói: "Ủa anh ơi, bộ đứt chì hả?" Chú Khấu mới ngước mặt là dòm lên, thì thấy cái người á mà hỏi mình là cái người là câu gần mình nhất. Hồi nãy đi tới gặp cái người này ngồi câu nè, cho nên là mình tránh xa ra 20 thước nè. Và người này á hỏi chú Khấu như vậy thì chú Khấu cũng thiệt tình nói là: "Ừ anh ơi, tôi bị đứt chì đứt lưỡi rồi, mắc thêm một đoạn dây nữa." Thì cái người kia cũng chích lưỡi tiếc. Cái người kia mới nói: "Ừ không sao anh ở chỗ khác lại phải không?" Thì chú Khấu cũng thật tình nói là mình ở chỗ khác, tới đi tới đây thì cách cũng hơn 1 tiếng mấy chạy xuồng. Thì cái người đó mới giới thiệu á là ở gần đây, chỉ cách khoảng mười mấy cây số thôi. Thì giới thiệu xong rồi mà dân kiểu mà dân sông nước với nhau mà. Cái ông chú kia đó, ổng mới lấy ra mấy cục chì, ổng nói: "Tôi còn dư mấy cục chì, thôi tôi gửi cho anh. Chứ anh ở chỗ xa tới anh câu mà không có chì sao mà câu kéo gì được." Chú Khấu rất là ngại: "Thôi thôi anh ơi, chì thì anh câu đi, tôi tìm cách khác cũng được." Tại vì chú Khấu dòm vô á, thì thấy cái hộp chì của ổng chừng 10 cục à. Mà lúc này ông đã lấy ra hai cục lớn, hai cục nhỏ để mà đưa cho chú Khấu rồi, có nghĩa là gần phân nửa rồi các bạn. Thì ông đưa cho chú Khấu như vậy, ông nói: "Thôi thôi thôi đừng nói gì trơn." Vừa nói thì ông mới lấy 4 cục chì, ông bỏ vô cái hộp đồ nghề của chú Khấu. Ông nói: "Anh cứ lấy đi." Trời ơi, hồi đó đó nha, tôi cũng gặp mấy cái trường hợp như anh nè, đi xa câu rồi bị mắc chì, mắc lưỡi. Cũng may nhờ bà con người ta cho tôi, thì bây giờ tôi giúp lại anh, dân sông nước với nhau mà có gì đâu anh. Thì dòm vô mấy cục chì này á, giống như là người ta nói là trong cái lúc đói á, mà có miếng đồ ăn thì nó luôn luôn quý giá, một miếng khi đói bằng một gói khi no các bạn. Thì cái đời sống cơ khổ mà,
cái ông đó ông mới nói là trời ơi dân nghèo với nhau mà anh ngại ngùng gì, đâu là mai mốt và cũng có dịp anh giúp ngược lại tôi thì sao. Thì nói xong cũng cười hời 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 vậy đó. Thì trong những cái cuộc sống khốn khổ với nhau thì có những kẻ bất lương, những cái con người mà không có tình có nghĩa, nhưng mà đâu đó vẫn có những cái tình cảm ấm áp dù là những cái chuyện nhỏ nhất. Chú Khấu không còn cách từ chối cho nên là mới cảm ơn. Rồi sau đó thì cái ông chú kia ông nói á là tôi thì bữa nay giỗ của cha tôi đi câu kiếm ít con cá bán kiếm tiền mua ít bánh trái để mà cúng cho ông già, rồi bữa nay phải về liền, không có được, không có câu tiếp được. Mà tôi thấy anh sao mà tôi thì ít gì cũng được vài ba ký cá, còn anh thì hình như có vài con cá trong cái khoang à phải không. Thì chú Khấu cũng thật tình nói là chỉ có một hai con thôi. Cái ông chú này ông mới nói như vậy, ông nói thì tôi biết sao, tôi nói lại như vậy với anh, tùy anh liệu nha. Thì ông mới nói ra cái ý là muốn chỉ cho chú Khấu một cái địa điểm câu. Thì cái địa điểm này á, ông chú này ông nói là ở đây có hai cái địa điểm mà nghe những cái bạn câu nói với nhau á là rất là nhiều cá. Một là ngã ba Ma Gia và hai á là rừng Tràm Chết. Mà anh có sợ ma không? Nếu mà sợ ma thì đừng đi vô chỗ đó nha. Tại vì bà con ở đây người ta nói là ở chỗ đó có vong á, mà vong dữ không á. Tôi thì tôi chưa vô đó lần nào hết. Tôi nghe bà con nói làm sao thì tôi nói lại cho anh nghe vậy. Có gì thì anh tự liệu. Thì chú Khấu lúc này các bạn là do là nghĩ tới vợ con mình ở nhà trong ngóng mình, mà mình đi mấy ngày nay rồi mà trong người bây giờ còn được có mấy đồng lận lưng à. Giàu hết thì không biết có tiền để mua hay không. Cái chú Khấu mới trả lời á, thì tôi cũng nghe bà con ở đây nói, nhưng mà nói về sợ ma đó thì tôi sợ đói hơn anh. Thì sau cái cuộc nói chuyện á thì cái người đó ra về, và chú Khấu á quyết định là đi cái chỗ gần nhất để mà câu. Thì ở cái địa điểm của chú Khấu bây giờ á, cái điểm mà gần nhất để cho chú Khấu câu chính là rừng Tràm Chết. Còn nếu mà đi lại ngã ba Ma Gia đó thì nó rất là xa. Từ đó mà đi lại tới rừng Tràm Chết thì chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ theo kiểu bơi xuồng thôi. Mà đi tới ngã ba Ma Gia đó là nó gần như là hơn gấp đôi. Chú Khấu thì giàu hết là cũng phải tiết kiệm, đâu có dám mà chạy nhiều, bây giờ thôi bơi. Nhưng mà do câu từ hồi sáng tới bây giờ thì cũng quá mệt rồi. Cái chú Khấu mới tấp vào một cái chỗ có bóng mát. Thì do gió mát mà thêm người mệt nó mới nằm nghỉ lưng một chút xíu, thì chú Khấu mới ngủ quên. Đến khi mà chú Khấu thức dậy á, là đã 4 giờ mấy chiều rồi. Cái chú Khấu mới lật đật bơi thẳng tới cái chỗ mà vào cái rừng Tràm Chết. Thì trên đường chú Khấu bơi tới á, thì gặp Nhật. Nhật đang trên đường chuẩn bị về. Thì Nhật mới thấy cái ông này sao mà tự nhiên ổng bơi theo cái hướng là vào khu rừng Tràm Chết. Mà khu rừng Tràm Chết là cái nỗi ám ảnh của bà con ở đây mà. Cho nên Nhật mới chặn lại. Nhật nói là chú ơi, chú ở đâu mà chú lại đây chú câu cá vậy? Thì chú Khấu cũng thật tình nói là tôi ở chỗ xứ khác, cách đây 20 mấy cây số. Tôi câu có không có cá thì được kiếm chỗ câu. Thì Nhật mới nói là chú định là đi vô cái khu rừng Tràm Chết hay gì. Cái em chú Khấu này là cũng ông nói là ông đi vô đó ông kiếm cá. Nhật mới nói ra những cái lời và khuyên cái chú Khấu này đừng vô trong đó. Nhưng mà thấy là khuyên cỡ nào khuyên chú Khấu này ông nhất định ông vô rồi. Thế vậy Nhật mới suy nghĩ thiệt là nhanh. Cái Nhật mới chỉ chú Khấu á và nói như vậy, chú ơi, con nói chú nghe. Thì dân ở đây á không ai mà ích kỷ mà đồn đại cái chuyện mà ma cỏ để cho mọi người không vô đâu. Thì bây giờ con nói chú như vậy, chú cần cá thì con biết cái chỗ mà cũng cái hướng này nè. Nhưng mà chú bơi xuồng tới cỡ chừng trăm mấy chục thước á thì chú sẽ gặp một cây bằng. Cây bằng này thì nó ngã sang một bên. Thì ở chỗ mà nó ngã đó, thật ra là ở phía sau là một cái nhánh sông nhỏ, cái nhánh nhỏ của con sông. Nếu mà dòm kỹ, thiệt là kỹ thì mới thấy, con dân bản gốc con thấy, chứ mọi người không thấy đâu. Cái chỗ đó thì do là cái ngã ba, từ ngoài nhánh sông nó chảy vô, cho nên là có cái nhánh bằng nó nằm nó chắn ngang nữa, xuồng ghe người ta không có đi qua lại được, vì lý do đó mà cá nó dựa vô rất là nhiều. Con cũng câu ở chỗ đó và rất là nhiều cá.
có điều là con câu ban ngày không à. Còn bây giờ chú vô, chú vô ban đêm thì con không biết làm sao. Nhưng mà nếu mà có câu á thì chú câu ở chỗ đó thôi, chứ chú đừng có đi sâu vô rừng tràm. Thì sau khi chỉ cái chỗ đó đó, cái ông chú Hai Khấu á, thì ông nghe cũng thấy có lý. Nhật còn nhiệt tình là dẫn ổng tới cái địa điểm đó luôn. Tới cái địa điểm đó sợ là ổng không biết chỗ rồi ổng đi lằng quạng vô rừng tràm chết. Nhật mới quay xuồng và đi theo ổng tới cái chỗ đó. Thì tới chỗ đó thấy y rang. Và với kinh nghiệm của chú Hai Khấu thì ổng nhờ mấy chỗ này là ổng nói chắc chắn cái chỗ này là cá nhiều. Đúng y như cái lời của Nhật nói. Thấy vậy ổng mới cột xuồng vô và ổng nói với Nhật là chú cảm ơn cháu. Chú sẽ ở đây chú câu chứ chú không có đi vô rừng tràm chết. Chỗ này thì nước nó cạn chứ nó không phải là quá sâu, nó chỉ độ khoảng chừng là 2 mét mấy 3 mét nước thôi. Do đó mà khi mà cá nó ăn móng á, mình rất là dễ thấy. Cái Nhật chỉ rồi và căn dặn rất là kỹ á, chú có câu thì chú câu ở đây thôi, đừng có di chuyển xuồng sâu vô bên trong nữa. Thì từ cái chỗ này á, vô tới rừng tràm chết là nó còn độ mấy trăm thước lận. Dẫu sao thì cũng đỡ hơn, chứ nếu mà không chỉ vào chỗ này á, ổng đi sâu vô trong rừng tràm chết á là ổng quá nguy hiểm. Mà vô rừng tràm chết rồi thì ai dám vô đó để mà coi sóc cho ổng. Cái Nhật mới chống xuồng đi về. Chống xuồng đi về mà anh thấy trong người nao nao á, anh không có yên. Cái anh mới tìm một cái vị trí là ở cách cái chỗ của ông chú Hai Khấu này nè, độ chừng hơn 50 thước, và ở một cái cua quẹo để cho ông chú Hai Khấu này ông dòm lại là không thấy mình, chứ để mình thấy mình dòm hoài ông thấy ông kỳ rồi cái ông đi vô trong kia là chết nữa. Có nghĩa là ở cái vị trí là Nhật có thể dòm thấy ổng, nhưng mà ổng không để ý là ổng sẽ không dòm thấy Nhật. Thì Nhật mới cột xuồng ở đó với ý định là canh chừng chú Hai Khấu. Cái người không quen biết, nhưng mà do Nhật có cái tính tốt từ ông Tư, ông dạy dỗ, bởi vậy thấy người ta như vậy cái xót thương không muốn đi về và ở lại để mà giữ. Thì trong cái lúc mà Nhật ngồi giữ nè, thì cậu Tí á, cũng đang trên đường và chống xuồng trở về. Cậu Tí là cái người mà hay qua chơi với Nhật lắm, thường ngày ngủ nhà Nhật cũng là bình thường mà. Bữa nay gặp như vậy mới hỏi, thì Nhật mới kể lại là có ông chú nào á, ở chỗ khác ông lợi ông câu thôi, ngồi ở đây canh nóng chứ để ông đi sâu vô rừng tràm chết là nguy hiểm cho ông lắm. Thì thấy vậy Tí mới nói thôi nếu mà anh canh thì hai anh em mình canh. Tí mới vô trong cái xuồng mình lấy mấy củ khoai lang luộc mà đem theo á, lấy muối tiêu ra và hai anh em ngồi chấm ăn nói chuyện giết thời gian và canh cái ông chú Hai Khấu. Còn nói về ông chú Hai Khấu á, thì khi mà ông cột xuồng rồi ông thấy Nhật chống xuồng đi rồi đó, ông mới ngồi xuống thì ông dòm cái địa hình, ông khoái chí lắm. Ông nói cái địa hình này mà không có cá thì chỗ nào có cá, và ông đã dòm thấy những cái móng cá rất là lớn. Thì sau đó đó chú Hai Khấu á, mới lấy ra là một cái cục mồi của mình mà kêu bằng mồi nhữ á nha. Thì lúc này nó cũng 5 giờ mấy, gần 6 giờ tối rồi. Ông lấy như mồi nhữ rồi ông mới lấy mấy cái bện cỏ đó, ông tha lên. Rồi ông mới treo. Ông treo ở trên đầu dòng. Thì cái mồi đó đó, khi mà nó nước nó chảy nhẹ nè, nó sẽ trôi xuống thì cá nó sẽ bắt mồi nó đi ngược lên. Thì mình câu ngay cho đó. Thì đúng y như Nhật nói, chỗ này cá khá là nhiều. Chỉ khi ông chú Khấu này ông đưa mồi nhữ ra chút xíu thôi mà nó lên móng quá trời luôn. Ông chú Khấu quá mừng, ông hớn hở, ông câu. Thì ông câu đâu độ chút xíu à, chừng 10 phút à, mà ông đã lên được là 3-4 con cá. Lớp nào cá trê, cá ngát, rồi cá thác lát, cá chấm cỏ. Đó, ông lên cá nhiều lắm. Cái ông mới mừng quá mừng đi. Thì cái người mà người ta đang lo lắng cho vợ con là không có tiền để trang trải cuộc sống, mà bây giờ đi tìm cái chỗ để câu cá kiếm cá về để lo cho cái bữa ăn gia đình, manh áo che thân, mà bây giờ câu được mấy con cá thì rất là mừng. Tâm trí đổ dồn vô cái việc câu cá không. Con cái lạ một cái là tự dưng nó dính liên tục vậy. Cái đâu có chừng 30 phút khi lúc này trời nó tối sầm rồi. Mà ở gần khu rừng tràm chết đâu có nhà cửa gì mà ở gần ở đó đâu. Rồi thêm nữa là cây cối nó rất là nhiều. Độ 6 giờ chiều là gần như là tối mịt rồi. Mà bây giờ thêm 30 phút nữa thì lúc này nó quá tối. Cái chú Hai Khấu thấy vậy mới mở cái đèn mà mình đem theo á, đốt cái đèn giống như đèn dầu đó. Thì chú đốt lên. Chú đốt lên cái chú câu, mà chú câu nó không dính, không biết sao mà đi đâu mất tiêu hết trơn. Chú đã thay mấy lần mồi nhữ rồi, vậy mà nó cũng không có lên ăn câu, không dính một con nào hết.
Sao kỳ vậy? Sao mà hồi nãy mới đỡ xuống nó ăn vậy mà bây giờ mình coi hoài không có dính? Thì cái lúc này á, chú Khấu mới đưa mắt dòm dòm xung quanh, dòm tới cái mũi xuồng của mình á, thì chú thấy là ở cách cái mũi xuồng mình độ chừng chục thước ha, kêu bằng cá con nè, nó lên móng rất là nhiều. Chú nói trời trời trời, sao mà cá móng nhiều như vậy? Thì từ cái chỗ chú ngồi đít xuồng mà, rồi cái đèn của chú để đó, thì cái ánh sáng nó dạ 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 ra khỏi cái mũi xuồng thì độ cái 10 thước thì lờ mờ chú thấy được. Mặc dù chú không biết là con cá gì ăn móng, nhưng dòm theo cái vẫy đuôi, cái tung nước của nó đó, thì biết con cá này ít gì cũng phải nửa ký mỗi con. Thì chú mừng quá là cũng lâu lâu mà câu cá mà nó vô bầy. Thường thường ở ra những cái sông lớn thì cá ở đâu kiểu mà nó lên kiểu đó, nhưng mà con nước ở đây thì nó thấp, nó chỉ 2 mét mấy 3 mét nước à. Bởi vậy cá mà nó có bầy ban đêm nó lên nó kiếm ăn á, rồi đi rợn rợn vậy là chuyện bình thường. Chú mới mừng quá đi, cái chú mới định là đi xuồng lại. Nhưng mà chú suy nghĩ á, là nếu đã có ánh sáng đèn ở đây, mình cột mồi nhữ ở đây mà cái bầy cá nó không lợi, chứng tỏ là nó sợ ánh sáng đèn. Bây giờ mình đem cái đèn theo á, thì cá nó nhát làm sao? Mình để cái đèn ở đây, mình bơi lại chỗ đó, mình treo nó lên cao, thì cái ánh sáng nó dạ ra sẽ nhiều hơn. Thay vì hồi nãy thì để trên xuồng thì dạ tới đó thì 10 thước, thì bây giờ mình treo lên cao thì nó có thể dạ 20 thước, 30 thước. Tuy là ánh sáng lờ mờ nhưng mà dẫu sao thì cũng dòm thấy để mà câu được. Nghĩ thì làm liền, chú Khấu mới treo cái đèn mình lên cao một chút xíu, và treo trên một cái nhánh bằng á. Thì sau đó chú mới thả cái xuồng mình chậm 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 từ từ để không đánh động tới cái đàn cá. Mà có lẽ là cái đàn cá này nó hơi nhát hay sao đó, mà khi mà chú đưa xuồng lại cỡ 10 thước thì nó lại tránh xa cái xuồng của chú 10 thước. Cứ như vậy mà làm 3 lần, có nghĩa là lúc này chú Khấu đã cách cái chỗ mình treo đèn đó là đã hơn 30 thước, gần 40 thước rồi. Thì nếu mà sâu vô nữa đó thì cánh đèn nó không tới. Tối hù tối thui thì thấy gì mà câu, thấy sao mà gỡ cá. Thì trong cái lúc mà chưa biết làm cái gì thì bất ngờ đó, chú Khấu mới phát hiện ra là mấy con cá đó nó đang ăn móng hai bên bè xuồng. Thì chú mừng quá đi, chú mới nói thầm, ít nhất phải vậy chứ. Trời ơi, nó xung quanh hai cái mạng xuồng của mình như vậy á, thì câu một hồi biết bao nhiêu mà cá. Cái chú mới cột xuồng vô, chú thả mồi xuống chú câu, thì chú câu kêu bằng nó dính quá trời dính luôn. Khi mà dính mà chú độ chừng là cũng là 5-6 ký cá rồi đó nha, rất là mừng, kêu bằng tay chân là mừng mà rung tay chân á, câu như vậy. Cái tự dưng cái nó dính đâu cũng 5-6 ký, cái nó ngừng. Thì chú Khấu mới nói giờ nó ngưng ăn rồi, chắc là mình dính nãy giờ thì nó cũng động ổ của nó, chắc chút xíu mình để im chút xíu nó cũng lợi. Thì nghĩ như vậy nhưng mà mồi thì vẫn thả. Cái lúc này chú mới nghe cái tiếng rào rào như ai đó mà chống xuồng á, hay là chèo xuồng vậy đó. Cái chú mới ngước mặt lên chú dòm, và chú nghe cái tiếng nói câu được nhiều cá không chú. Chú mới dòm kỹ, đến gần rồi chú dòm kỹ thì chú thấy người đó là Nhật, cái người mới hồi chiều chỉ mình cái điểm câu lý tưởng nè. Cái chú mới nói trời ơi, Nhật hả con? Trời ơi, chú câu nhiều cá quá con ơi, cảm ơn con nha. Nhờ con mà chú có mẻ cá vô mánh luôn, chứ mấy là chú lo chứ lắm, cảm ơn con nhiều lắm nghe Nhật. Đâu có gì đâu chú, nhưng mà chú ơi, chú câu thì câu, chú nhớ nha. Ở đây thôi, chứ chú đừng có đi sâu vô trống, cái rừng tràm chết đó nó ghê lắm nghe chú. Chú nhớ mà con, chú câu ở đây dính quá trời cá, chú vô trong đó làm cái gì, cảm ơn con nhiều lắm nha. Đâu có gì đâu chú, thôi chú câu đi, con đi về. Thì Nhật mới nói là Nhật đi về. Cái Nhật vừa chống cái bơi cái xuồng đi á, thì ông chú Hai Khấu kêu lại. Ông nói Nhật ơi, Nhật đợi chú chút xíu, cho chú gửi vài con cá về ăn đi Nhật. Cái Nhật nói thôi được rồi chú ơi, con cũng có mà. Không được, biết rằng là con có, con dân địa phương ở đây thì cá còn nhiều hơn chú nữa. Nhưng mà con ơi, con giúp chú, con chỉ cái chú cái chỗ này quá nhiều rồi. Chú bán ra, chú kiếm tiền, chú nuôi vợ, nuôi con, chú mừng dữ lắm. Đây là tấm lòng của chú, con đem hai con về, con gia đình, con ăn lấy thảo với chú nha Nhật. Thì Nhật mới cười cười, nói dạ cảm ơn chú. Cái ông chú Hai Khấu này, ông mới đi vô trong xuồng, ông lấy ra hai con bự nhất. Ông lấy cái vợt, ông xúc ra hai con bự nhất.
ông mới định là đứng dậy ông đưa cho Nhật, thì ông mới nói con cặp xuồng gần vô đi để cho chú đổ vô khoang luôn cho nó tiện. Cái Nhật mới chống cái xuồng lại gần cặp vô cái xuồng của ông chú Hai Khấu. Thì khi chống gần như vậy đó, chú Hai Khấu mới mới có dưa cá lên định đưa cho Nhật thì bất ngờ Nhật té. Nhật té thì ngay cái lúc đó đó, chú Hai Khấu ông dòm thấy là Nhật té và đập cái đầu xuống cái mạn xuồng. Thì ông mới lật đật, ông hết hồn hết vía, ông mới quăng cái hai con cá vô trong cái khoang trống á, và cũng còn cái vợt cái thinh vậy. Ông nói trời Nhật có sao không? Thì lúc này Nhật mới đứng lên, không sao đâu chú ơi, con không có sao. Trời ơi, cẩn thận con. Thì lúc này á, chú Hai Khấu cũng dòm thì mới thấy máu trên đầu của Nhật chảy xuống. Ông nói trời ơi, chảy máu kìa, con đợi chú xíu, chú vô chú lấy, chú có thuốc. Thì dân đi câu á, thường thường chú Hai Khấu hay đem theo những cái thứ thuốc mà để cầm máu, hay hoặc là thuốc ăn uống vào chống mặt này nọ, thuốc loại thuốc nam hồi trước đó các bạn. Cái chú Hai Khấu vô mới lấy ra mấy cái lá gì đó mà giống như kiểu lá dao tằn vậy đó, chú mới đem ra chú nhai. Chú nhai xong rồi chú mới nói con lại gần đây cho chú đắp lên, máu nó chảy kìa, lim hết trơn rồi con. Dạ được rồi chú ơi, chú để con tự đắp cho. Bầy chảy máu như vậy mà sao mà tự đắp được, đây để chú đắp cho. Thì chú Khấu mới đưa cái tay ra đó, định là đắp thuốc vào cái vết thương của Nhật. Thì lúc này bất ngờ Nhật dòm chú Khấu mà nói ra một câu cực kỳ rợn người: mày xuống đây với tao. Chú Hai Khấu kêu bằng đứng hình luôn, tại sao mà có người con trai đang lễ phép như vậy, một cậu thanh niên dễ thương dễ mến như vậy mà bất ngờ cái lúc này là nói lên cái từ như thế, mà thêm nữa là cái giọng nó khác lắm, nó gầm gừ rất là ghê. Cái chú Hai Khấu đang lớ ngớ chưa biết cái gì, thì bất ngờ các bạn ơi, chiếc xuồng lẫn cả Nhật biến mất tiêu trước mặt chú Khấu luôn. Chú Khấu lớ quớ chưa biết cái gì cả, đừng lớ ngớ tại sao mà chiếc xuồng mới đây, thằng nhỏ nó mới đứng đây mà bây giờ nó biến mất. Thì bất ngờ từ phía sau lưng của chú Khấu á, giống như bị ai đó xô, làm cho chú Khấu té xuống dưới nước. Cũng may là chú Khấu còn chụp được hai cái tay vào trong cái mạn xuồng, định là chồm người để mà leo lên xuồng của mình lại. Thì chú lại thấy trên xuồng của mình á, đã xuất hiện một cái bóng hình, nguyên một cái bóng trắng, tóc tai nó xõa đầy hết trơn á, mà một khuôn mặt của nó kêu bằng trắng bệch, có hai cái vết nâu ở dưới lằn mắt, nhìn cực kỳ ghê rợn, và dòm vô là biết ma rồi. Nó đứng một cột thù lù ở trên xuồng á, và nó cúi đầu xuống nó dòm chú Khấu. Lúc này chú Khấu dòm lên là tay chân bủng rủng rồi. Và đồng thời á, chú Khấu cũng cảm nhận được là dưới chân mình rất là lạnh. Chú dòm lên thì chú thấy một, nhìn là biết ma rồi, ánh sáng từ đâu mà có dòm kỹ khuôn mặt được như vậy. Là nó cố ý nó cho chú thấy khuôn mặt để chú hoảng sợ, mà vong hồn nó muốn bắt người á, thì nó phải làm cho mình hoảng sợ như vậy để mà hồn vía không có định được là nó bắt. Chú Khấu quá sợ rồi, cái nỗi sợ nó chưa đến đó đâu các bạn. Thì bất ngờ trong cái lúc mà chú Khấu sợ như vậy đó, thì nó mới nói: mày buông tay ra, buông tay ra. Thì chú Khấu ráng bám mà đâu dám buông. Thì bất ngờ cái đầu đang trên cổ như vậy, bất ngờ nó rụng xuống. Nó rụng xuống thì cái đầu của nó đó nha, nằm kế với cái đầu đang ngoi lên của chú Khấu chỉ cách cỡ một gang tay thôi. Thì hai con mắt nó dòm thẳng vào mắt chú Khấu, thì tóc ngang cái miệng của nó đó tét ra tới mang tay, và nó cười lên những cái chàng cười ghê rợn. Thì cái nỗi sợ này nó quá khủng khiếp rồi, nó vượt xa cái sức chịu đựng của bản thân rồi. Chú Khấu chỉ còn biết la lên trong cái sự phản xạ tự nhiên của bản thân mình: cứu tôi, có ai cứu tôi với. Nhưng mà chú chỉ kịp la tới cái lần thứ hai thôi, thì chú cảm giác được là ở phía sau lưng của mình có một cái thứ gì đó nó cực kỳ lạnh, và nó ôm từ phía sau ôm tới, và làm như nó muốn ghì chú xuống. Đồng thời một cái giọng nói như là kề sát cái lỗ tai của chú: mày buông tay ra, đi với tao.
Một hồi sau, chỉ chừng vài giây sau thôi là chú Khấu không còn thấy hình ảnh gì cả và mọi thứ nó tối hù trong mắt của chú, và chú cảm nhận là chú đang chìm xuống dưới nước và chú không còn cảm nhận được cái gì nữa cả. Thì cái lúc này cũng may mắn nha các bạn. Nhật á, thì ban đầu á là Nhật ở chỗ đó thì dòm lại thì thấy chú Khấu treo cái đèn lên. Thì do là tối mà, ban giấc chiều còn thấy rõ được chiếc xuồng, nhưng mà tối rồi thì ông treo cái đèn lên thì chỉ dòm cánh đèn là biết ông còn ở đó thôi. Mà ai ngờ ông chú Khấu này giống như kiểu mà ông bị khiến mà, ông treo cái đèn lên cho nên là Nhật dòm lại là chỉ thấy cái đèn là biết ông còn ở đó. Mà ai ngờ đâu á, ông đã đi cái xuồng đi ra rồi. Nhưng mà tới khi mà ông chú Khấu này ông đứng ông nói chuyện mình ơn, ông gặp cái dông ông nói chuyện, ông nói Nhật Nhật ông cảm ơn này nọ đó, thì trong đêm mà cái tiếng nói sẽ làm cho nó vang 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 trong cái đêm tối đó, thì Nhật mới nghe, nghe là nghe cái tiếng kêu tên mình mà sao mà dòm lại dòm kỹ lại thì thấy cái bóng đèn, không có thấy cái xuồng ông đâu. Cho nên là Nhật với Tí mới lật đặt bơi lại, thì cũng cùng cái lúc á mà ông chú Khấu này ông bị kéo dưới. Nhật thì hoảng hồn rồi, nhưng mà do cái bản tính của Nhật là một cái người có cái thiện lương, cho nên là lúc đó đó Nhật và cả Tí là hai người nhảy xuống. Thì Tí là cái người mà chụp được chú Hai Khấu trước. Nhưng mà khi mà chú Tí lặn xuống á, Tí chụp được chú Hai Khấu á, định là kéo chú Hai Khấu lên nhưng mà kéo không được các bạn. Và ngay cả Tí cũng cảm nhận là cái chân của mình á, là đang bị cái thứ nhơn nhớt lạnh lạnh nó kéo xuống, là biết là ma da rồi. Nhưng mà lúc ở dưới nước mà vùng vẫy đâu có kêu được cái gì đâu, thì cái dáng gồng sức thôi mà dáng không nổi. Thì cũng may cái lúc này á, Nhật nắm, mà ngộ cái là khi mà Nhật nắm vô Tí á, thì bất ngờ á, Tí cảm giác được là cái thứ mà đang kéo cái chân của Tí á, nó buông ra. Và nó buông ra nha, nó còn phát ra một cái tiếng kêu lên là giống như là đau đớn, mình tức giận lắm. Thì Nhật mới kéo cả Tí và chú Hai Khấu lúc này đã ngất xỉu rồi, kéo lên xuồng. Kéo lên khỏi mặt nước thì Tí mới phụ với lại Nhật kéo được chú Hai Khấu lên xuồng. Thì hai người không ai nói với ai cái gì chứ, biết rồi, bởi vậy mới chống xuồng về. Lật đặt chống xuồng về tới nhà đó. Thì sau khi mà nghe chú Hai Khấu kể lại cái chuyện đó, và chú Hai Khấu nói là cái lúc đó thì cái việc mà Tí với Nhật cứu làm sao thì chú Hai Khấu không biết. Tí với Nhật mới là kể lại cái chuyện mà mình cứu như thế như thế. Thì ông Bảy với lại ông Tư á đã hiểu ra cái vấn đề. Có thể là những người này nè thì họ không hiểu là tại làm sao mà khi mà Nhật chụp vào Tí á thì Tí lại bị được cảm giác là cái do cái ma da nó buông mình ra và nó gào lên đau đớn gì đó. Nhưng mà hai ông thì biết, tại vì trên người của Nhật á là có một cái lá bùa, và cái lá bùa này được bà Sáu Lắm bà cho từ mấy năm về trước rồi. Bà Sáu Lắm là cái người á, cũng rất là thân thiết với lại ông Bảy và ông Tư, và sống rất là tình nghĩa. Bà con lối xóm quý trọng bà Sáu Lắm á, cũng không thua kém gì cả ông Tư với ông Bảy. Ở thì bà Sáu Lắm ở trong một cái đình nhỏ, nếu không muốn gọi là cái miếu, cỡ như cái miếu hơi lớn lớn xíu thôi. Và cái miếu này giống như kiểu thờ là ông Dạch bà Xong thờ để mà giống như một cái đức tính, một cái niềm tin của bà con ở đây. Cái người hương khói cho cái chỗ linh thiêng đó là bà Sáu Lắm. Thì bà Sáu Lắm thì không phải bà chỉ ở đây không đâu, bà còn hay đi làm mọi nơi á, đi những cái chùa chiền, rồi đi chỗ này chỗ kia để mà làm công quả từ thiện. Thì do là bà đi nhiều á thì bà biết được những ông thầy ông cũng cao tay, và cho bà những cái lá bùa hộ thân đi đêm đi hôm này nọ nè. Thì bà mới xin về, bà cho cháu của ông Tư đeo. Thì nhờ vào cái lá bùa đó mà Nhật mới cứu được, chứ nếu không á là Nhật và cả Tí lẫn cái chú Hai Khấu này đã chết vào cái đêm đó rồi. Bà Sáu Lắm thì bà không phải thầy bùa thầy phép gì cả, chỉ kiểu là đi nhiều rồi quen biết rộng, rồi có những cái người á, người ta cũng có bùa phép này nọ, người ta cho bà những cái lá bùa hộ thân vậy thôi. Thì bà đem về bà cho con cháu. Thì ông Bảy với ông Tư á, là biết cái nguyên nhân đó nhưng mà không nói cho mọi người ở đây, chỉ nói với chú Hai Khấu á, là bây giờ bay ở lại đây, bay tịnh dưỡng đi và không được đi ra khỏi nhà. Ngày mai đó thì tao sẽ kêu tụi nó lấy cái xuồng của bay á, xuồng của bay thì bữa đó là có người đem về rồi.
lấy xuồng của bay, bà chỉ chỗ cho thiệt là kỹ. Rồi ta kêu mấy đứa cháu ở hàng xóm nó đi lên đó, nó cho vợ bay hay, cho vợ bay yên tâm. Rồi ông Tư ổng mới vô nhà, ổng lấy mớ gạo, ít tiền, với ông Bảy cũng góp vô ít tiền, rồi cha mẹ của Tý cũng góp vô ít tiền để mà đưa cho vợ chú Khấu nè. Kêu bằng chú Khấu chảy nước mắt luôn các bạn. Không quen không biết gì hết, đã cứu mạng mình, cứu mang mình rồi mà bây giờ còn lo lắng cho gia đình mình nữa. Thì nghẹn lời cũng không biết nói gì hết trơn á, chỉ đứng trước mặt của ông Tư với lại ông Bảy, cúi đầu xuống, con cảm ơn hai bác. Một cái tiếng nói đó thôi, nhưng mà ai cũng cảm nhận được cái sự biết ơn của chú Hai Khấu. Tại vì chú Hai Khấu không biết cái lấy cái gì để mà đền ơn những cái con người tốt bụng này hết. Mà lỡ như mà có cái á, để mà đền ơn thì chắc gì họ nhận. Nếu mà họ cứu người để mà nhận cái đền ơn thì họ không có cứu chú Hai Khấu đâu, cứu chi người nghèo, có gì đâu để mà mình nhận được cái sự đền ơn. Thì cái tấm lòng, cái thịnh tình của ông Bảy với ông Tư á, khiến cho chú Hai Khấu là cảm động mà không nói nên lời, cho nên là ông Bảy ông Tư nói gì cũng nghe chứ. Và nghe theo lời ông Bảy ông Tư là không bước ra khỏi nhà. Còn ông Bảy với ông Tư á, định là trời sáng sẽ đi qua nhà của bà Sáu Lắm để mà bàn với bà Sáu coi bây giờ là cả tháng nay á, bà con ở xứ khác tới cũng đi tới cái gần ngã ba Ma Gia này nọ này nè, nhưng mà cũng không có gặp chuyện gì. Nhưng mà một khi nó xảy ra chuyện rồi thì cực kỳ nguy hiểm và phải đi tới bàn với bà Sáu coi phải giải quyết như thế nào, nhờ vào cái sự quen biết của bà Sáu để mà mời những cái người thầy giỏi về. Chứ hồi đó giờ thì có mời những cái ông thầy nhưng mà mấy ông thầy đó không 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 chịu nổi. Và cái nguyên do làm sao, tại sao cái rừng tràm chết mà họ bảo có nhắc tới á, là có cái gia đình mở ra mà mấy cả mẫu rừng tràm rồi cái tự dưng cái chết còn có người. Nguyên do làm sao sẽ được kể vào cái tập tiếp theo. Còn bây giờ thì Bảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.